Chào mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Hôm nay mình làm clip hướng dẫn các bạn cách cài đặt con máy in bill in nhiệt của hãng Epson. Model là Epson T82. Cái dòng Epson T82 này thì nó có thể hỗ trợ gắn thêm các cái cạc và nó hỗ trợ kết nối qua nhiều nhiều đường. Thứ nhất là USB này, cổng mạng LAN này, cổng COM này, cổng R232 này, nhìn chung nó nhiều lắm các bạn. Để kết nối với máy tính thì nó kết nối bằng hai con đường chủ đạo nhất mà bây giờ người ta hay sử dụng, đó là USB và cổng mạng LAN. Video trước thì mình đã hướng dẫn cách để cài đặt và in qua cổng USB. Còn video này mình hướng dẫn cách để kết nối in qua cáp mạng LAN, qua cổng mạng LAN các bạn ạ. Các bạn xem video thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình ra thường xuyên. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn để kênh của mình phát triển được tốt hơn và mình có nhiều động lực để làm ra những video ý nghĩa hơn để gửi tới các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ đi vào lắp đặt và cài đặt. Đây là cái cổng mạng LAN, có cái cạc mạng LAN các bạn ạ. Cái cổng này, cái cạc này ấy, là cái cạc gắn tăng cường thêm. Bình thường thì nó chỉ có cổng USB thôi. Các bạn lưu ý nhé, khi mà mình đã gắn cái cổng mạng LAN này vô á, thì cái cổng USB tạm thời nó bị vô hiệu hóa nha các bạn, nó không dùng được đâu. Cái này rất là nhiều bạn hỏi mình tại sao bây giờ cổng USB giờ gắn vô mà không nhận, không chạy, không cài driver được, thì nó là do ấy, đã gắn cái cổng mạng LAN rồi các bạn. Các bạn muốn xài được các bạn phải tháo cái cổng mạng LAN này ra thì cái cổng USB mới xài được. Đó, đơn giản thế thôi. Còn đây là cổng cấp nguồn. Cái cổng cấp nguồn này thì nó có 3 chân. Các bạn chú ý, khi các bạn gắn cái cổng cấp nguồn này vô thì nó có cái chiều của nó. Phía trên là rãnh, nó là có cái rãnh dẹp này, còn phía dưới này nó là cái rãnh vuông này, và nó tương ứng luôn trên cái đầu của cái đầu giác nguồn này. Cái cục nguồn ấy thì một đầu mình đã gắn vào ổ cắm điện rồi, còn đầu còn lại bây giờ là mình gắn vào máy in các bạn ạ. Các bạn gắn cho đúng chiều nhé, chú ý trước khi gắn là các bạn nhìn kỹ vào, gắn cho đúng chiều. Đó, các bạn ấn cục xuống một cái là vào đúng lẫy nó là được. Còn khi rút ra các bạn lưu ý này, các bạn không được cầm như vậy, các bạn kéo ra cái dây cáp này ra nhé, vì các bạn kéo không được đâu, chỗ này nó có cái lẫy nó giữ cái đầu giác này lại rồi. Các bạn muốn tháo cái dây cáp này ra ấy, thì các bạn phải cầm tay sát dưới này này. Đó, các bạn kéo lên này, các bạn có thấy không, cái lẫy nó di chuyển lên, các bạn thấy không? Đó, thì các bạn phải cầm như vậy, các bạn kéo lên nó mới lên được, chứ các bạn cầm cái dây các bạn rút ra không được đâu. Rồi, bây giờ mình ấn lại nhé. Đó là cách tháo cái giác nguồn. Còn bây giờ mình sẽ có cái dây cáp mạng LAN. Ở đây mình có một cái dây cáp mạng LAN. Một đầu thì mình đã gắn vào cái cục phát wifi rồi. Bây giờ đầu còn lại là mình sẽ gắn vào cái máy in các bạn. Cái nguồn thì mình đã bật sẵn các bạn. Công tắc nguồn của máy in thì mình bật sẵn rồi. Khi các bạn gắn cáp mạng LAN rồi, các bạn phải để ý hai cái đèn hai bên nó phải sáng. Cái đèn màu xanh và cái đèn màu cam này nó phải sáng chớp chớp như vậy thì mới được nhé. Còn khi các bạn gắn rồi mà không thấy nó chớp, không thấy nó sáng gì cả, thì các bạn phải kiểm tra lại cái dây cáp xem có vấn đề gì hay không. Và cũng có thể là cái cổng mạng này có vấn đề. Đó, hoặc là cái cục modem wifi này các bạn có vấn đề, các bạn phải kiểm tra lại. Gắn vô nó phải chớp đèn nó sáng như vậy thì mới ok. Rồi, tất cả cái máy in nhiệt T82 bên mình bán ra là cái IP là bên mình để là IP động, IP tự động nhé các bạn nhé. Mục đích để IP tự động là cái gì? Vì khách hàng của mình là đa số là có nhiều người, những bạn nào là kỹ thuật rành thì không thành vấn đề rồi, để sao các bạn cũng cài được. Nhưng những người sử dụng bình thường thì nếu như mình để IP tĩnh thì đôi khi về cái mạng nhà người ta nó không có trùng cái lớp IP thì người ta cài không được và người ta cũng không biết thay đổi làm sao. Thực ra thì mình có một cái video mình hướng dẫn các bạn cách thay đổi cái IP, cho cái máy in này và cách chuyển qua IP động cho dòng máy in này trên cái kênh YouTube của mình nhé. Các bạn muốn thì các bạn vào tham khảo. Nhưng để tiện lợi và mình làm cái video chuẩn cho tất cả các khách hàng thì tất cả các máy khách hàng mình bán ra là mình để IP động. Và hôm video hôm nay là mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt trên cái phương diện là IP động. Rồi, bây giờ đi vào cài đặt ấy, thì đầu tiên các bạn phải, sau khi các bạn cắm dây mạng vô, các bạn phải in ra cho mình cái địa chỉ IP của cái máy. Có địa chỉ IP đó thì mình mới cài được. Để lấy được cái địa chỉ IP, các bạn làm như sau. Các bạn ngó phía sau cái chỗ cổng mạng này này, cái cạc mạng này này, nó có cái lỗ các bạn thấy không? Các bạn dùng cái bút hoặc cái đầu nhọn gì cũng được, các bạn chọt vào cái lỗ cho mình. Các bạn nhấn, các bạn giữ. Các bạn chờ, máy nó sẽ in ra cho các bạn một tờ giấy. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bật ngược cái máy trở lại. Cái máy xong nhiệm vụ của nó nãy giờ rồi. Các bạn để ý này, trên máy này là nó có hiển thị. Các bạn thấy cái dòng là IP address, cái dòng đầu tiên này này. Đây là cái địa chỉ IP của cái máy in của mình, cái mạng nó cấp cho mình. Đó. 192.168.1.5. Cái địa chỉ IP này
ở nhà các bạn, máy của các bạn, mạng nhà các bạn có thể nó sẽ cấp số khác, không phải là số này đâu. Cái số này là cái số mà cái modem nhà mình nó cấp cho cái máy in hiện tại của mình bây giờ. Bây giờ mình dùng cái số IP này để mình cài cho cái máy tính. Đó, đơn giản thế thôi. Ở đây mình đang sử dụng cái máy tính là Windows 10. Các bạn sử dụng Windows 7 hay là Windows 11 thì thao tác cài đặt y chang nhau, không khác cái gì các bạn nhé. Cái driver á, thì mình đã tải sẵn về đây rồi. Các bạn chờ mình xíu, mình mở cái driver lên cái. Cái driver thì mình tải sẵn về đây rồi. Thực tế là mình cũng tải trên website của hãng thôi, nhưng mà tải hơi lằng nhằng phức tạp một xíu, và nên là mình cũng không hướng dẫn các bạn cách tải. Mà cái driver này mình sẽ để trong cái phần mô tả video và bình luận của video. Các bạn truy cập vào cái phần mô tả video và bình luận video để các bạn tải driver về và cài đặt cho nó tiện. Còn cái driver thì có thể theo thời gian cái đường link nó sẽ thay đổi. Nếu như các bạn tải không được thì có thể báo cho mình biết để mình cập nhật lại đường link mới nhé. Rồi, khi các bạn tải về nó làm cái file nén, các bạn thực hiện giải nén cái driver này ra, extract ra. Các bạn chờ xíu để nó thực hiện quá trình giải nén. Rồi xong, các bạn mở cái thư mục giải nén lên. Các bạn nhấp cho mình vào cái icon ADP459 này để cài đặt. Nhấp nút vô để cài đặt. Rồi mình hạ bớt cái thư mục này xuống cho nó gọn. Tới bước này, các bạn chọn next. Tới cái bước này đấy, thực ra nó không có cái chữ này đâu các bạn ạ, mình delete đi nhé, vì trước đó mình đã cài một cái máy rồi nên hiện thị ở đây thôi, chứ bình thường khi các bạn cài tới đây ấy, là nó trắng như vậy này. Tiếp theo các bạn nhấp vào cái nút add cho mình, nhấp vào nút add. Rồi các bạn cái ô trên cùng này, các bạn nhấp vào cái mũi tên xuống, các bạn chọn cho mình cái Epson T82 này. Nó có nhiều cái 82 lắm, các bạn chọn đại cho mình cái ACA này đi. Rồi, đây là cái tên máy, kệ nó hiển thị ra thôi, không quan trọng. Tiếp theo là cái phần cổng. Nó hỏi mình là kết nối bằng cổng gì. USB này, cổng mạng này, rồi cổng CD board tùm lum này. Nhưng video này là hướng dẫn cài qua cổng mạng, thì các bạn chọn Internet cho mình, Internet board. Rồi các bạn check luôn cái chữ set as default này cho mình luôn, để khi cài đặt xong là tự động nó set default cái máy in nó luôn. Xong các bạn chọn next. Tới cái bước này nó hỏi mình là gõ cái IP của cái máy in vô. Đây, cái IP đây các bạn này, cái IP lúc nãy mình in ra đấy. Đó, cái IP đây này. Của các bạn số bao nhiêu thì các bạn gõ số đó vô. Còn của mình là số này thì mình gõ số này. 192.168.1.192.168.1.5. Mình đưa chuột qua. .5 nha các bạn, 50 nhé, các bạn gõ đúng nhé. Đó, đây là cái số IP của cái máy in mình. Sau đó gõ xong các bạn chọn next. Rồi next, next, next. Ở đây là mình đang hướng dẫn các bạn cách cài để in qua IP động. Vậy nên là khi các bạn sử dụng một thời gian mà các bạn in không có được ấy, thì các bạn cũng thực hiện lại cái thao tác để in ra cái IP này và các bạn cài lại nhé. Vì IP động có thể nó sẽ bị thay đổi theo thời gian, ví dụ như có thể thì tháng 2 tháng mà cũng có thể là cả năm nó mới thay đổi, rất là tùy vào mỗi modem, nó cơ chế của mỗi modem các bạn ạ. Thì khi các bạn không in được thì các bạn có thể là làm lại cái thao tác các bạn in ra cái IP và các bạn cài lại như nãy giờ là được thôi, vì thao tác cài đặt rất đơn giản, không có gì phức tạp. Rồi cài đặt xong rồi, chọn finish. Bây giờ mình sẽ in thử cái gì đó. Ở đây mình có một cái file in test. Đây, mình có một cái file in test in build này. Mình sẽ in thử cái file này. Cái file giới thiệu sơ về bên mình. Quảng cáo chút các bạn. Đây là thông tin liên hệ bên mình. Các bạn cần thì cái việc liên hệ. Mình sẽ in thử cái file này. Chọn print. Rồi, in thôi. Các bạn lưu ý, khi các bạn cài đặt xong ấy mà in nó không ra ấy, thì các bạn có thể thực hiện là cái thao tác các bạn tắt máy in rồi bật lại, và tắt máy tính bật lại nha các bạn nhé. Thì có nhiều trường hợp ấy, là phải tắt máy tính rồi bật lại.
và tắt máy in bật lại thì nó mới in nha các bạn. Cái này là trường hợp hy hữu thôi, chứ còn đa số khi các bạn cài xong là nó sẽ in được luôn. Đó, rất là ok. Cái dòng này chữ nghĩa rất là rõ nét, đẹp các bạn ạ. Sắc nét chứ không như ba cái dòng Trung Quốc nó rẻ tiền, chữ nghĩa lem nhem. Cái dòng này chữ nghĩa rất là đẹp. Rồi, à, vậy là nãy giờ mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt con máy in nhiệt Inbuilt, in nhiệt khổ giấy 80 của hãng Epson. Model này Epson T82, cài đặt in qua cổng mạng LAN. À, các bạn xem video thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình ra thường xuyên hàng ngày. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.